Hôm nay thì chúng ta sẽ có một phần gạo, một phần mì và một phần gia vị. Trong trường hợp hết gia vị, chúng tôi sẽ tăng lên thành hai phần mì gói và một phần gạo. Và xin mời con đi đường này, chúng ta đi ra, đi thẳng ra ngoài luôn ạ. Ok bà con, đây là bữa khách cuối cùng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của Ủy ban nhân dân phường 12 quận 10. Đặc biệt cảm ơn Hạnh Thành Ôn và các mạnh thường quân. Sáng ngày hôm nay, chúng tôi có sự đồng hành của Hạnh Thành Quân, đó là nhà hàng chả cá Đến Hương ở Sư Vạn Thành, cũng đang đồng hành cùng với ekip đóng góp gạo và nhân sự để hỗ trợ việc phát quà. Cảm ơn nhà hàng chả cá Đến Hương. I think it's amazing to be here right now and be able to give food, rice, soy sauce, and fish sauce because a lot of people right now are struggling because of the corona pandemic, and it's an amazing thing to be here right now, being able to give food and being able to help each other. I'm very happy to be here. Vậy là chương trình Trái Tim Nhân Ái do Nguyên Khang và những người bạn thực hiện đến đây đã được kết thúc một cách rất tốt đẹp. Xin được thống kê 11 tấn gạo đã được phát ra, 1.000 thùng mì gói đã được trao tay, 500 chai nước tương, 500 chai nước mắm, 500 phần hạt nêm và một số gia vị khác đã được trao đến tay bà con. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn đến sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường 12 quận 10. Cảm ơn đến bà Hạnh Môn, cảm ơn các anh dân phòng bảo vệ. Cảm ơn đặc biệt đến các mạnh thường quân và cảm ơn đến các nghệ sĩ đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình khác. Chúc quý bà con quay trở lại với công việc của mình một cách tốt đẹp và phát triển. Xin chào.